Chúa theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại ngày thứ nhất trong tuần. Vừa tảng sáng, bà Maria Magdala đi ra mộ Chúa, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn sàng để tẩm liệm thi hài Đức Giêsu. Bởi vì ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ, bà không thể thực hiện được công việc này. Đối với bà Maria, nơi Đức Giêsu còn lại gì nếu không chỉ là thi hài và nấm mồ của người? Maria Magdala bám víu vào đó một cách tuyệt vọng. Bây giờ, mối liên hệ duy nhất nối kết bà với Chúa Giêsu chẳng còn gì khác ngoài thi hài và nấm mộ của người. Chính vì thế, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đã đi đến mộ. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là khóc và tưởng nhớ đến người. Khi mất đi một người thân, lòng chúng ta đau đớn, nước mắt sẽ trào ra. Đây cũng là điều rất tự nhiên không tránh được. Tuy nhiên, trong sự đau buồn, chúng ta thường hướng tất cả tâm trí của mình đến sự cô đơn, mất mát, hiu quạnh và tuyệt vọng. Chính điều này làm chúng ta không còn nhận ra hoặc lãng quên những điều cần thiết và tốt đẹp khác của cuộc sống. Bà Maria Magdala không nhận ra Chúa có thể là vì bà cứ cố nhìn về hướng cô đơn, mất mát và tuyệt vọng. Bà không thể rời mắt khỏi mồ, do đó đã xoay lưng lại với Chúa. Thế nhưng khi Đức Giêsu gọi bà Maria, bà liền quay lại và nhận ra người. Lạy Chúa, xin Chúa đừng để những đau buồn làm mờ mắt, không cho chúng con thấy hy vọng và vinh quang. Xin Chúa nâng đỡ, đừng để chúng con dán mắt vào đau khổ nấm mồ mà quên đi vinh quang và thiên đàng. Amen.